Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung, trang 79. Bài số 1: tính 216,72 chia 42. Để xem coi chỗ này có một câu đây, một câu đây. Còn một câu kia, câu C, coi có đủ hay không. Thế đây rồi tính sao? 216,72 chia 42. Hai trăm mười sáu chia 42 nè, như vậy là được 5 5 20, không nhớ 1, 5 bóng 20, 21, còn 6, 6 ta hạ số 7 xuống, hạ 7 thì chúng ta sẽ đánh dấu phẩy, tại vì số 7 này nó là của phần thập phân, ta sử dụng hàng thập phân thì chúng ta bên này chúng ta phải đánh dấu phẩy, như vậy là được 1 lần, là 42, 5, 25. 25 ta hạ số 2 xuống là được 6 4 24, 6 6 22 với 2 nhớ 1, 6 4 24 25 không. Xong câu A. Câu B, câu B ngay trên đây này ha. 1 chia cho 12,5, bỏ thêm số 0, 10 ta chia cho 125 là bằng 0, dư 10, thêm số 0 vô đánh dấu phải, 100 chia cho 125 được 0. Thêm số 0 vô nữa, như vậy là 1000. 1000 chia 125 được 8. 8 nhân lên là 1000. Vậy là 1000. Từ nhau là bằng 0. C. Đây là B. C. 109,98 chia cho 42,3, bỏ dấu phải, bài này chuyển dấu phải qua này. Như vậy bây giờ nó trở thành là 1099,8 chia cho 423. Như vậy là được 2 lần, 6 4 8 3 5 2, hạ số 8 xuống đánh dấu phải. Này chia này được 6 4 24, này 25, 6 lần, 6 3 18 với 8 là nhớ 1, 6 2 13 với 3 nhớ 1, 6 4 25 vừa đủ luôn, quá đẹp. Để cái phần này chúng ta ngăn ra ha, cái này của bài trên. Bài số 2, tính. Trước tiên chúng ta sẽ nhận xét, chúng ta sẽ xem trong này coi có gì. Trước tiên là cái dấu trong ngoặc là chúng ta phải làm trước, không cần biết ở trong này là dấu cộng hay là dấu trừ, trong ngoặc chúng ta làm trước. Rồi tiếp theo chúng ta là có dấu chia, dấu cộng và dấu nhân. Vậy trong ngoặc làm trước này, rồi sau đó là chia này, đồng thời chúng ta kết hợp là nhân nè. Nhân chỗ này, dấu cộng chúng ta tính sao?
Nhưng ngay trên này thì chúng ta sẽ lấy giấy chúng ta làm. Bài 2. Câu A. Vậy chúng ta sẽ đồng thời là cái này đó, trừ này nè và kết hợp chúng ta nhân luôn này, được không? Và hai này trừ nhau. Bây giờ thầy bấm máy tính này, 131,4 trừ cho 80,8. 131,4 80. Vậy là bằng chỗ này là cái này trừ nhau nè là bằng 50,6. Được không? Chia cho 2,3 cộng cho, đồng thời chúng ta làm cái này luôn ha, làm luôn cái này luôn. Như vậy làm luôn cùng lúc cái này luôn là 248. 26 12 với 2 như 1. 28 16 với 8 16. 26 6 như 1. 23 4. Rồi, như vậy chỗ này chúng ta sẽ kết hợp hai cái là làm cột lốc này. Cái này và cái này. Được không? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ được cái này. Rồi bây giờ cái này chúng ta sẽ chia nhau. Chia nhau. Vậy 50,6 chia cho 2,3 bằng là 22. 22 ta cộng cho 43,68. Được không? Hai này là bằng nhau. Bằng ra. Vậy là 68 25 24 là 6. Nè. Rồi. Tiếp theo câu để xem câu B làm đây được không? Làm đủ thì chúng ta làm luôn, còn không thì chúng ta qua trang khác. Ráng làm đủ ha. Câu B. Câu B chúng ta nhận xét chúng ta coi cái gì đây. Như vậy cái này là chúng ta sẽ làm này. Cùng lúc là cái này chúng ta làm và cùng lúc chúng ta cái này chia nhau. Được. Vậy 8,16 thì chúng ta ghi lại này. Dấu chia chúng ta ghi lại này. Rồi hai này cộng với nhau. 8 với 20. Không ta nhớ 1. 4,3,7,8 phải nên là 4,8. Đồng thời thì cái này chúng ta sẽ là sẽ chia nhau, được không? 0,3,4,5 ta chia cho 2 thì nó được là 0,1,7,25. Được. Rồi bây giờ ngay chỗ này thì giờ chúng ta sẽ chia, cái này chúng ta giữ lại chúng ta tính sau. Vậy là 8,16 chia cho 4,8. Vậy là bằng 1,7 trừ cho 0,1725. Nè. Bằng trừ cho 0,1725 bằng 1,5275. Chúng ta nhớ nha, chúng ta sẽ có thể là làm đồng cùng lúc hai phép tính. Nè, đồng ngoặc và cái này phép chia. Nè. Như ngay chỗ này chúng ta làm đồng ngoặc và làm cái phép nhân chỗ này. Được. Chúng ta qua bài số 3. Cuối năm 2000, số dân của một phường là 15.625 người. Cuối năm 2001, số dân của phường đó là 15.875 người. Câu A. Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001, số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm? Đây, chúng ta sẽ tính. Chúng ta sẽ có hai cách tính. Bây giờ ta sẽ tính cái số người tăng thêm.
Bài số 3. Câu A. Số người từ năm 2000 đến 2001 tăng thêm là ta lấy 15 8 75 trừ cho cái số cũ là 15 6 25 bằng 0 7 5. Câu 2. Người. Rồi, chúng ta sẽ tính cái phần trăm tăng thêm. Phần trăm tăng thêm là ta lấy 250 ta chia cho 15625 ta nhân cho 100 bằng nhân cho 100 bằng chia cho 15625 như vậy là tăng lên 1,6%. Câu B. Chúng ta đọc câu B và xem. Xong chưa? Xong chưa? Chúng ta sẽ đọc câu B ha. Nếu từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm, thì có nghĩa là tăng thêm 1,6% nữa đó. Thì cuối năm 2002 dân số của phường đó tăng bao nhiêu người? Câu B, chúng ta đọc lại câu B. Từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm. Vậy bấy nhiêu phần trăm nữa trên chúng ta sẽ tính được là 1,6%. Như vậy là cái chỗ này nó cũng tăng lên 1,6%. Thì cuối năm 2002 dân số của phường đó là bao nhiêu người? Thì chúng ta sẽ tính cái bài này. Số dân cuối năm 2002 tăng thêm là chúng ta lấy 15875 nhân cho 1,6 chia cho 100 bằng là máy tính bấm hả? 15875 nhân cho 1,6 bằng chia cho 100 254 người. À. Như vậy cái số này này, số này là của năm cuối năm 2001. Cuối năm 2001 chúng ta sẽ nhân cho 1,6 chia 100 thì ra là 254 người. Và bây giờ người ta hỏi là số dân của phường đó số dân phường đó cuối năm 2002 là rồi, ta lấy số này chúng ta cộng cho 254, tại vì tăng lên là 254. 15875 cộng cho 254 bằng 549.
Bảy mười hai được hai nhân một. Mười mười một được một là nhớ một. Sáu. Một. Người. Đáp số 16129. Người. Bài số 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một người bán hàng bị lỗ 70.000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền vốn bỏ ra. Tính số tiền vốn của người đó A, B, C, D. Bây giờ cách tính số tiền vốn này thì cách tính như thế nào? Đây có nghĩa là chúng ta sẽ tính theo là chúng ta tính ngược ra cái tổng. Được không? Tính ngược ra cái tổng. À, tính ngược ra con số lớn. Thì ngay đây là công thức C này nè. 70.000 nhân cho 100 chia cho 7. À, đây là chúng ta tính ngược. À, tính ngược từ cái nhỏ ra số lớn. Còn câu B này là tính từ số lớn chúng ta tính ra số nhỏ. Nha. Vậy câu C này là câu này là câu này là câu đúng. Nha. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.